khinh khấn Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Lạy Mẹ Hằng cứu giúp, chúng con được đến khấn cầu dưới bên chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì con đường thỏa lòng là dường nào? Nhìn thấy chân dung tôn lành của Mẹ thì con thêm lòng tin cậy vững vàng, khác nào con thảo đôi với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc loài người và cũng là Chúa con đang ngự trên tay Mẹ. Người là đấng phép tăng vô cùng, là Chúa tể cầm quyền sinh tử, là đấng ban phán mọi ơn lành, và Mẹ là Mẹ người. Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin người, cùng đủ quyền buộc người phải nhận lời Mẹ xin. Người đã chứng thần, người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, và lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rân đổi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ ban cho con ơn này. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng Mẹ sẽ chuyển cầu cho con. Lạy Mẹ Hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nương con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó, sao hết cho các linh hồn trong luyện ngục. Thánh Maria Đức Mẹ Hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp con trong những khi thiếu thốn biên chạy đến cùng Đức Bà Maria. Amen.